ạ, em xin chào tất cả các chị ạ. Đang qua trong buổi live stream của shop em Trúc Giáng My trong ngày hôm nay được không ạ? Em xin chúc tất cả các chị luôn xinh đẹp và đón xem cái live stream ạ, xả hàng của bên em ạ. Đó là cái live stream hôm nay thì bên em sẽ xả chiếc áo này, áo lông này với giá là 40.000 hai chiếc ạ. Nên bây giờ gọi tên em với ạ. Vâng, em chào chị Nụ Cười Không Vui nhá. Chào chị ạ và chúc chị luôn xinh đẹp đúng không ạ? Chị Nụ cùng muốn Nụ Cười Không Vui thấy comment của chị rồi nhá. Chị Tố Uyên ơi, em thấy comment của chị rồi ạ. Hello chị Ngọc Lan, xin chào ạ. Chị Băng Duy ạ, em chào chị Thương Nguyễn Hiếu ạ, thấy comment của chị ạ. Chào tất cả mọi người đã có mặt trong buổi livestream giới thiệu sản phẩm của shop Giáng My trong ngày hôm nay đúng không ạ? Em xin chúc tất cả mọi người luôn mạnh khỏe này và luôn xinh đẹp ạ. Và hôm nay thì bên em sẽ xả chiếc áo lông này với giá là 40.000 hai chiếc. Nên bây giờ những chị nào đang tham gia livestream này bên em, các chị có thể chấm bài cho em để em chào tất cả mọi người đúng không ạ? Và các chị giúp em có thể giúp em chia sẻ vào hội nhóm để cho mọi người vào đông đủ thì em sẽ bắt đầu xả chiếc áo này với giá là 40.000 hai chiếc đúng không ạ? Chị Phương Nguyễn Hiếu thấy comment của chị rồi ạ. Em chào chị Đặng Ngọc Hoa, chị Trần Thương ạ. Chào chị Ngọc Anh này, chào chị An Nhiên ạ. Em chào chị Hằng Cheppy ạ, xin chào ạ. Chị Phan Phúc Sky ạ. Vâng ạ, em cảm ơn chị Nụ Cười Không Vui, áo rất là đẹp, cảm ơn chị ạ, cảm ơn chị nhá. Chị Lâm Mỹ Hiệp hôm trước lấy màu hồng à, chị lấy cái mã H10 màu nâu của nhà em, cảm ơn chị nhá. Chị Đặng Thanh Hoa xin chào ạ. Mọi người có thể giúp em chia sẻ vào hội nhóm để cho mọi người vào đông đông thì em sẽ bắt đầu xả đúng không ạ? Các chị giúp em chia sẻ các chị nhá. Áo hôm nay thì bên em sẽ xả với giá là 40.000 hai chiếc. Và hiện tại thì em đang cầm trên tay em đây sẽ có tất cả là 6 màu các chị nhá. Có 7 màu ạ, bên em sẽ có tất cả là 7 màu ạ. Size của chiếc áo này sẽ là từ 40 cân cho tới 65kg ạ. Size của chiếc áo lông này của nhà em hôm nay sẽ là size từ 40 cân cho tới 65kg đúng không ạ? Em chào chị Đinh Thị Bích Huệ ạ. Em chào chị Phan Phúc Sky Mi ạ. Cảm ơn chị Ngọc Anh rất là nhiều ạ. Em cảm ơn chị Nụ Cười Không Vui nhá. Thấy comment của chị Lưu Nếp ạ. Các chị chia sẻ giúp em vào hội nhóm để em xả chiếc áo này với giá là 40.000 hai chiếc bây giờ nhanh chóng giúp em được không ạ? Em chào chị Phạm Nhàn này, chào chị Bon Bon ạ, chào chị Nguyễn Thị Tuyết ạ. Em chào chị Triệu Băng ạ, thấy comment của chị rồi ạ. Chúc chị luôn mạnh khỏe ạ. Chúc chị luôn xinh đẹp đúng không ạ? Chị Áo Lì ơi, hôm nay của nhà em sẽ có giá là 40.000 hai chiếc nhá. Nên bây giờ những chị nào mà đang tham gia livestream này của shop em thì các chị có thể chấm bài giúp em và chia sẻ giúp em vào hội nhóm được không ạ? Và em sẽ đợi các chị vào đông đủ thì em sẽ bắt đầu xả chiếc áo này với giá là 40.000 hai chiếc các chị nhá. Em chào chị Nhàn Hoàng này. Vâng ạ, em chào chị Thu Minh Ngọc này, chào chị Phương Nguyễn Hiếu này. Chị Quỳnh Cun ơi, em thấy comment của chị Quỳnh Cun đang mặc trên người em đây hiện tại là màu xanh ạ. Các chị chia sẻ giúp em vào hội nhóm nhé để em xả chiếc áo này với giá là 40.000 hai chiếc bây giờ nhanh chóng giúp em được không ạ? Chị Dương Đăng ơi, nhìn thấy comment của chị rồi nhá. Em chào chị Cún nhá. Chị Ngọc Anh, chị Nhơ Nguyễn ạ. Các chị chia sẻ giúp em vào hội nhóm để em xả chiếc áo này của nhà em hôm nay với giá là 40.000 hai chiếc đúng không ạ? Và bên em sẽ có tất cả là 7 màu ạ. Màu hồng nút này, màu da này, hồng nút da khói ạ, đây màu khói đấy ạ. Hồng nút da khói ạ và màu trắng nhá. Màu xanh, màu đỏ đô và màu đen ạ. Các chị chia sẻ giúp em vào hội nhóm ạ. Để em xả chiếc áo lông của nhà em hôm nay với giá là 40.000 hai chiếc đúng không ạ? Em thấy chị Nguyễn Thị Hồng nhá. Chị Huỳnh giá sao, chị sống chậm lại xin chào này. Chị Kiều Huỳnh này, chị Kim Chi ạ, em chào chị sống chậm lại này, em chào Trần Thương, áo đẹp quá, cảm ơn chị ạ. Mọi người giúp em chia sẻ vào hội nhóm để em xả chiếc áo này với giá là 40.000 hai chiếc bây giờ lên chóng đúng không ạ? Chị Dương đang ơi thấy comment của chị rồi nhá. Chị Khúc Thị Ngọc Lan thấy comment của chị luôn ạ. Mọi người giúp em chia sẻ vào hội nhóm để em xả chiếc áo lông này với giá là 40.000 hai chiếc bây giờ đúng không ạ? Em thấy chị Vũ Ngọc Anh ạ, em xin chào chị ạ. Em cảm ơn chị Nguyễn Thị Tuyết rất là nhiều ạ. Em thấy chị Bùi Thị Hiền Lương nhá. Bên em sẽ có tất cả là 4 tông màu, đó là tông 7 tông màu nhá. 7 màu đó là màu đen này, màu đỏ đô này, màu xanh này, màu hồng nút này, hồng nút đen ạ, màu vàng này, màu khói này, màu trắng này. Size bên em sẽ là từ 40 cân cho tới 65kg ạ. Các chị ơi, các chị có thể giúp em chia sẻ vào hội nhóm được không ạ? Và em đợi các chị vào đông đủ thì em sẽ bắt đầu xả chiếc áo này nhá với giá là 40.000 hai chiếc ạ. Các chị chia sẻ giúp em vào hội nhóm nhá. Vâng ạ, chị Mai muốn chia sẻ giúp em ạ. Chị Thanh Tuyền ơi, thấy comment của chị rồi nhá. Chị Nụ Cười Không Vui ơi, chị chia sẻ giúp em vào hội nhóm để em xả chiếc áo này với giá là 40.000 hai chiếc bây giờ đúng không ạ? Chị Sa Ly Nguyên thấy comment của chị rồi ạ. Chị Quỳnh Trang thấy comment của chị rồi, xin chào ạ. Mọi người chia sẻ giúp em vào hội nhóm nhá để em xả chiếc áo lông của nhà em hôm nay mặc đi chơi Tết với giá là 40.000 hai chiếc. Và bên em sẽ có tất cả là 7 màu nhá, bên em sẽ có tất cả là 7 màu ạ. Size sẽ là từ 40 cân cho tới 65kg. Dạ vâng, ok chị Ánh Hy ạ, chị Ánh Nguyễn chị nói thế như nào không hiểu chị Ánh Nguyễn nhá. Vâng ạ, chị Ánh Nguyễn, ok chị. Chị Ngọc Minh ơi, áo
hôm nay của nhà em sẽ giả với giá là 40.200 trước chị Ngọc Bích nhá. Chị Nguyễn Bích xin chào ạ, chị Dung Dung Nguyễn, chị sống chậm lại ạ. Chị Kim Canh thấy comment của chị rồi ạ. Mọi người giúp em chia sẻ vào hội nhóm để em xả chiếc áo này với giá là 40.200 trước bây giờ nhanh chóng được không ạ? Chị Huỳnh Trâm, em cảm ơn chị Huỳnh Trâm rất là nhiều nha, mọi người chia sẻ giúp vào hội nhóm nhá. Chị Đạt Tít ơi, vâng ạ, màu của em là màu xanh đúng rồi, màu xanh dùng cái mã 28 của nhà em chị nhá. Chị Thảo em ơi, vâng ạ, màu đỏ đô đây ạ, đây là màu đỏ đô, đây là màu trắng nhá. Màu trắng của nhà em bên có tất cả là 7 màu liền này. Màu trắng này, màu trắng, màu khói nhá, màu nào cũng đẹp và màu nào cũng xinh luôn. Trắng khói ạ, trắng khói da này, màu vàng da này, màu vàng da nhá, vàng da, màu hồng nút. Size sẽ là từ 40 cân cho tới 65 kg ạ. Mọi người chia sẻ giúp em vào hội nhóm, giúp em nhanh chóng để em xả chiếc áo này với giá 40.200 đúng không ạ? Nhanh chóng giúp em được không ạ? Chị Út Lùi ơi, em ở ngoài Hà Nội và giúp em giao hàng trên toàn quốc chị ạ. Bên em sẽ có tất cả là 7 màu nhá. Có tất cả là 7 màu luôn ạ. Chị Mưa Rừng ơi, thấy comment của chị Mưa Rừng rồi nhá. Em chúc chị luôn xinh đẹp ạ. Chị Phát Thị Trương ạ, vâng ạ. Chị Ben Ben thấy comment của chị rồi nhá. Chị Phương Oanh ạ. Mọi người nhanh chóng giúp em chia sẻ vào hội nhóm, có thể giúp em chia sẻ vào hội nhóm để cho mọi người vào đông đông, em sẽ bắt đầu xả nhanh chóng giúp em được không ạ? Chị Quỳnh Nguyên thấy comment của chị rồi nhá. Chị Ngọc Nguyễn thấy comment của chị rồi. Đối với chiếc áo này bên em thì sẽ có tất cả là 7 màu, đó là màu đen, màu đỏ đô, màu đỏ đen, đỏ đô, xanh này, xanh đậm nhá, xanh sexy đấy ạ. Xanh sexy mọi người nhá. Màu hồng nút, màu trắng, màu khói và màu da. Bên em sẽ có tất cả là 7 màu nhá. Mọi người thích màu nào thì có thể comment nhé em. Mọi người chia sẻ duyên vào hội nhóm này. Chị Trần Thị Thanh Nguyên vâng ạ, mọi người chia sẻ duyên vào hội nhóm nhé. Áo này thì mặc chơi Tết thì không thể thiếu trong những ngày Tết sắp tới, tại vì chỉ còn 1 tháng nữa thôi là Tết rồi, cần 1 tháng thôi là Tết rồi mọi người nhá. Các chị hãy nhanh chóng sắm cho mình một chiếc áo này. Hai chiếc áo này chỉ có giá 40.000 của shop Giáng My chuột của nhà em hôm nay đúng không ạ? Chị Linh Linh ơi, em thấy comment của chị rồi ạ. Size sẽ là từ 40 cân cho tới 65 kg chị Nguyên nhá. Size bên em sẽ là từ 40 cân tới 60 tới 65 kg. Vâng ạ. Chị Trang Nai ạ, vâng ạ. Chị Ủi Ủi thấy comment của chị rồi nhá. Mọi người chia sẻ giúp em vào hội nhóm để em xả chiếc áo này với giá 40.200 trước. Giúp em nhanh chóng đúng không ạ? Để em xả nhanh chóng đúng không ạ? 40.200 chiếc áo này thôi. Mọi người chia sẻ giúp em vào hội nhóm để em xả chiếc áo này với giá 40.200 trước. Và hiện tại thì đang mặc trên người em đây, hiện tại là màu xanh nhá. Màu xanh đậm, màu xanh rất là sexy luôn, tông màu xanh rất là sexy luôn. Và bên em sẽ có tất cả là 7 màu, đó là màu đen này, màu đỏ đô, màu xanh, màu hồng nút, màu khói, màu da, màu nào cũng đẹp luôn. Mọi người nhìn này, màu nào cũng đẹp và màu nào cũng xinh. Mặc đi chơi Tết thì quả thực là không thể thiếu trong những ngày Tết sắp tới đúng không ạ? Không thể thiếu luôn đấy ạ. Dạ vâng ạ, em thấy chị Quỳnh Cun nhá. Cảm ơn chị Rừng Rót này. Mọi người chia sẻ giúp em nhanh chóng giúp em, có thể giúp em chia sẻ vào hội nhóm để em xả chiếc áo này với giá 40.200 trước bây giờ nhanh chóng đúng không ạ? Chị Phạm Bạch Dương ơi, em thấy comment của chị rồi nhá. Chị An Nhiên, chị Ngọc Anh, chị Bi Bi Lê ạ. Chị Nguyễn Dung ơi, hôm nay nhà em sẽ xả với giá 40.200 trước thôi nha chị Nguyễn Dung nhá. Chị chia sẻ giúp em vào hội nhóm với ạ, để em xả chiếc áo này với giá 40.200 trước. Bây giờ nhanh chóng được ạ. Đây có tất cả 7 màu chị nhá. Áo lông thì em có tất cả là 7 màu này. Màu hồng nút, màu da, hồng nút da này, khói và trắng này, màu xanh, màu đỏ đô và màu đen ạ. Chị nào không mua hàng của nhà em với giá 40.200 trước rồi, mọi người nhận được hàng thấy đẹp không ạ? Đẹp thì các chị có thể lên tiếng và feedback cho mọi người cùng biết được không ạ? Chị Phương Oanh ạ, chị Sally, cảm ơn chị Sally Nguyễn rất là nhiều ạ. Mọi người chia sẻ giúp em vào hội nhóm mọi người nhá. Chia sẻ giúp em ạ. Size của chiếc áo này sẽ là từ 40 cân cho tới 65 kg thôi ạ. 40 cân tới 65 kg các chị nhá. Chị Xuân Mai ơi xin chào ạ, em xin chào nhá. Chị Vân Nguyễn Vân thấy comment của chị rồi này. Chị Trinh Trinh ơi, áo này hôm nay của nhà em sẽ xả với giá là 40.200 chiếc áo lông có 7 màu liền, đó là màu xanh, màu đỏ đô, màu đen ạ, màu hồng nút, màu da đây. Hồng nút này. Hồng nút này. Hồng nút da này. Áo này thì không thể thiếu trong ngày Tết sắp tới đúng không ạ? Không thể thiếu luôn nhá. Màu trắng nhá, tông màu trắng, trắng tinh, trắng toát luôn mọi người nhá. Đây là màu khói ạ. Trắng tinh, trắng toát, màu khói. Bên toàn về toàn màu đẹp thôi. Size của bên em sẽ là từ 40 cân cho tới 65 kg ạ. Size 40 tới 65 kg. Chị Lưu Thùy ơi, bên em đã đăng gọi cái mã K3 ngày hôm qua rồi chị nhá. Chị Hằng Chút Bi ơi, ok chị Hằng Chút Bi, chị có thể comment cho nhà em chị nhá. Cảm ơn chị Cải Củ rất là nhiều luôn ạ. Em thấy chị Phương Bích nhá, thấy chị Vi Nguyễn này, chị Ly Trâm này, chị em thấy chị Như Ly Bùi Thị là thấy chị ạ. Em thấy chị Đoàn Ngọc Mỹ Trần thấy chị luôn ạ. Em thấy chị Nhung Bắc này. Áo này hôm nay của nhà em sẽ là xả với giá là 40.200 chiếc áo lông của nhà em và bên em sẽ có tất cả là 7 màu nhá. 7 màu ạ. Chị Hiền Hiền ơi, em thấy comment của chị Hiền Hiền rồi nhá. Chúc tất cả các chị yêu của em luôn xinh đẹp đúng không ạ? Và hôm nay thì nhà em sẽ xả chiếc áo lông này với giá là 40.200 chiếc áo lông này thôi ạ. 40.200 chiếc nhá. Em cảm ơn chị Lê Quế rất là nhiều, em cảm ơn chị Bùi Lụa này. Chị nhỏ Nguyễn ơi, hôm nay của nhà em sẽ xả áo này với giá là 40.200 chiếc. Bên em có chị Dung Đoàn này, bên em có thấy comment của chị phía trên rồi nhá. Chị Trinh Phan này, chị Ngọc Lan này,
chị Nguyễn Trang này, thì comment tất cả mọi người luôn này. Mọi người chia sẻ giúp em vào hội nhóm nhanh chóng được không ạ? Để em giả chiếc áo này với giá là 40.000 hai chiếc. Và bên em sẽ có tất cả là 7 màu, đó là màu đen, màu đỏ đô, màu xanh, màu hồng nút này, màu hồng nu đe nhá, hồng nút này, màu hồng nút này, màu vàng da này, màu da này, màu da rất là đẹp luôn. Màu da màu xanh đậm cũng rất là đẹp các chị nhá. Màu khói này, đây là màu khói nhá. Size của shop em thì sẽ có size từ 40 cân cho tới 65 kg thôi ạ. 40 cân tới 65 kg này. Chị Thiên Bình ơi, em thấy comment của chị Thiên Bình rồi ạ. Vâng ạ, chị mua rồi đúng không ạ? Chị mua rồi, chị feedback cho mọi người cũng biết đấy chị nhá. Chị Hậu Leo ơi, chị chia sẻ giúp em vào hội nhóm chị nhá. Để em xả chiếc áo này với giá là 40.000 hai chiếc bây giờ được không ạ? Chị Trần Khánh Huyền ơi, cảm ơn chị Trần Khánh Huyền nhá. Chị Thu Tít thấy comment của chị Thu Tít rồi đấy ạ. Chị Tương Ý Linh, chị Khánh Nguyễn này, chị Bích Nguyễn Thị này, chị Thanh Lê này, chị Ngọc Diệp này, chị Ly Nê Nhàn này, chị Su Vi Huỳnh này, chị Phương Bích này, mọi người chia sẻ giúp em vào hội nhóm nha. Để em xả chiếc áo len lông ạ, nhầm, áo lông của nhà em với giá là 40.000 hai chiếc đúng không ạ? 40.000 hai chiếc. Và bên em sẽ có tất cả là 7 màu nhá. Em đợi các chị vào đông đủ thì em sẽ bắt đầu xả chiếc áo này với giá là 40.000 hai chiếc ạ. Mọi người chia sẻ giúp em vào hội nhóm ạ. Chị Tô Hồng Hải ơi, xin chào nhá. Chị Thu Hậu ơi, hôm nay của nhà em sẽ xả áo này với giá là 40.000 hai chiếc chị ạ. 40.000 hai chiếc áo lông nhá chị nhá. Đây áo lông nhà em rất là đẹp luôn. Và trong cái thời tiết sắp tới và cái thứ hai là sắp Tết rồi thì mọi người nhanh chóng sắm cho mình một chiếc áo lông. Trị giá chỉ có 40.000 hai chiếc áo lông này thôi đúng không ạ? Và bên em chỉ áp dụng với những chị chia sẻ thôi mọi người nhá. Chỉ áp dụng thôi đúng không ạ? Chị Kim Khanh đến một chút xíu nhá. Chị Tơ Hồng Thái ơi, thấy comment của mọi người rồi, mọi người chia sẻ giúp em vào hội nhóm này. 40.000 hai chiếc áo này. Áo này mặc đi chơi Tết còn thực rất là xuất sắc luôn và không thể thiếu trong những ngày Tết sắp tới đúng không ạ? Và hiện tại là chỉ còn khoảng gần 20 ngày thôi là Tết rồi mọi người nhá. Mọi người nhanh chóng sắm cho mình một chiếc áo này, hai chiếc áo này trị giá 40.000 của shop Giáng My của nhà em đúng không ạ? Đây nhà em sẽ có tất cả là 7 màu ạ. Màu hồng nút này, màu hồng nút nhá, hồng nút này. Hồng nút màu da nhá. Cảm ơn chị Sa Linh Nguyễn rất là nhiều ạ. Em xin chào chị Sa Linh Nguyễn nha, em có chúc chị sinh nhật luôn xinh đẹp đúng không ạ? Chị Linh Chi ơi, thì comment của chị Linh Chi rồi nhá. Áo này của nhà em hôm nay chị Ly Minh ơi, áo này hôm nay của nhà em sẽ xả với giá là 40.000 hai chiếc chị Ly Minh nhá. Chị chia sẻ giúp em ạ. Chị Lan Trần ơi, cái mã cà phao K3 hôm qua mà em vẫn đang gọi chốt vẫn chưa hết nha chị Lan Trần nhá. Chị Phan Ngọc Anh, chị Lê Hoàng Anh Kiều, mọi người chia sẻ giúp em nhanh chóng ạ. Em cảm ơn chị Hậu Leo ạ, cảm ơn chị Hậu Leo rất là nhiều nhá. Các chị chia sẻ giúp em vào hội nhóm được không ạ? Để em xả chiếc áo này với giá là 40.000 hai chiếc áo lông của nhà em nhá. 40.000 hai chiếc áo của nhà em đúng không ạ? Chị Ngọc Trang cảm ơn chị rất là nhiều này. Chị Diệu Hằng mọi người chia sẻ giúp em ạ. Áo lông của nhà em sẽ có tất cả là 7 màu ạ. Đó là màu hồng nút này, màu da, màu khói và màu trắng ạ. Hồng nút, da, trắng, khói. Đang mặc trên người em đây hiện tại là màu xanh. Và hôm nay nhà em sẽ xả áo này với giá là 40.000 hai chiếc áo này thôi ạ. 40.000 hai chiếc áo này đúng không ạ? Chị Tiên Tiên thấy comment của chị Tiên Tiên nhá. Mọi người đang xem thấy cái livestream của em bị mờ không ạ? Nếu bị mờ thì các chị bảo em để em có thể thoát ra và vào lại mọi người nhá. Size của em sẽ là từ 40 cân cho tới 65 kg nhá chị Ly Ly cân nhá. Size của chị áo này, size của bên em sẽ là từ 40 cân cho tới 65 kg ạ. Mọi người chia sẻ giúp em vào hội nhóm với ạ để em xả chiếc áo này với giá là 40.000 hai chiếc đúng không ạ? Chị Như Quỳnh ơi, em thấy comment của chị Như Quỳnh rồi nhá. Em cảm ơn chị Đào Hằng rất là nhiều ạ, mọi người chia sẻ giúp em ạ. Chị Nông Tuyết ơi, 65 kg mặc cho em size XL. Cứ size S, size M, size L và size XL các chị nhá. 40 cân tới 65 kg. Có đủ size S, size M, size L và size XL. 40 cân tới 65 kg. Áo này thì không thể thiếu trong những ngày Tết sắp tới các chị nhá. Không thể thiếu được trong những ngày Tết sắp tới đúng không ạ? Ngoài giúp em chia sẻ vào hội nhóm đúng không ạ? Để em xả chiếc áo này với giá là 40.000 hai chiếc ạ. Chị Thùy Dương ơi, em thấy comment của chị rồi nhá. Chị Vũ Thị Khuyến em cũng thấy chị luôn ạ. Em chúc chị luôn xinh đẹp đúng không ạ? Chị Thùy Dương nhá. Mọi người comment giúp em 40k hai màu các chị thích và kèm theo cái số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment giúp em nhé. Và cái giá bán bên em 40k hai chiếc bên em đã xả lỗ vốn rồi. Để bên em chỉ áp dụng cho những chị chia sẻ 20 lượt tất cả các trang hội chọn nhóm rồi nhé. 20 lượt tất cả các trang hội chọn nhóm đúng không ạ? Chị Hằng Su CEO em thấy comment của chị rồi ạ. Đây chị Lâm Diễm đây ạ. 40.000 hai chiếc áo lông của nhà em nhé. Đây ạ, áo lông của nhà em sẽ xả với giá là 40.000 hai chiếc. Và size bên em sẽ là từ 40 cân cho tới 65 kg. Và bên em sẽ có tất cả là 7 màu nhé. Sẽ có tất cả là 7 màu ạ. Chị Đặng Bích ơi, em thấy comment của chị rồi nhá. Em thấy comment của chị rồi đấy ạ. 40.000 hai chiếc áo này thôi ạ. Mọi người chia sẻ giúp em ạ. Chị Nguyễn Mai Phương ơi. Chị Nguyễn Mai Phương ơi, của nhà em giá này giá 40.000 hai chiếc chị Nguyễn Mai Phương nhá. Chị Đặng Bích ơi, thấy comment của chị rồi đấy ạ. Chị Thương Xuyên thấy comment của mọi người luôn nhá. Mọi người chia sẻ giúp em ạ. Chị mật ong U Minh ơi, em thấy chị luôn này, chị Hoa mình thấy comment. Và hiện tại thì người xem cũng khá đông ấy, em chỉ sợ bị ẩn comment thôi. Nên chị nào muốn không bị ẩn comment của mình thì các chị hãy nhớ chia sẻ để không bị ẩn comment của mình trên cái bài livestream
nhìn thấy comment của tất cả mọi người trên cái live stream của nhà em đúng không ạ? Chị Nguyễn Hoàng Phúc thấy yêu thương em của chị rồi nhá. Chị Nguyễn Thanh Hường cảm ơn chị rất là nhiều ạ. Chị Minh Anh ơi, hôm nay nhà em sẽ xả áo này với giá là 40.000 hai chiếc ạ. Chị Huyền chờ em chút xíu nhá. 40.000 hai chiếc áo lông của nhà em, 40.000 hai chiếc và bên sẽ có tất cả là 4 màu à 7 màu ạ. Các chị chia sẻ giúp em vào hội nhóm nhá để xả chiếc áo này với giá là 40.000 hai chiếc đúng không ạ? Màu chị ơi đang mặc trên người của em đây hiện tại là màu xanh nhé chị Dũng Nguyệt nhé. Đang mặc trên người của em đây hiện tại là màu xanh này, màu xanh, màu hồng nút, màu da, màu khói và màu trắng ạ. Chị nào mà người hơi mập mập ấy thì các chị có thể lấy cái màu đen cho em nhé. Hoặc là màu xanh này rất là đẹp luôn. Còn chị nào mà người hơi gầy như em thì các chị có thể chuyển sang các cái màu như là màu hồng nút này, màu da này, màu khói này, màu đen đúng không ạ? Chị Thu Hebo thì comment của chị rồi, chị Namo ạ. Chị nào muốn không ạ? Xin chào chị Dũng Nguyệt, xin chào nhé. Ngọc Bích ơi, chị Ngọc Bích đợi em chút xíu nhá. Chất của em là chất lông này ạ, chất lông thì nhá. Đây chị ơi, màu hồng nút của em nè. Hôm nay nhà em sẽ xả áo này với giá là 40.000 hai chiếc. Và bên em chỉ áp dụng như chị chia sẻ được ạ. Có 7 màu nhá, chị áo cưới Hiền Lê nhá. Có 7 màu thôi ạ. Chị Phượng Nguyễn Hiếu ơi, hôm nay của nhà em sẽ xả với giá 40.000 hai chiếc. Ok, chị Đô Vi Huỳnh đợi em một chút xíu nhá. Chị Minh Cua ơi, thấy comment của chị rồi này. Chị đi đi này, với giá 40.000 hai chiếc thôi ạ. Mọi người nhá, mọi người chia sẻ giúp em vào hội nhóm được không ạ? Các chị comment giúp em theo đúng cú pháp nhá. Chị nào muốn không bị ẩn comment và được em nhìn thấy trên livestream của nhà em thì các chị nhớ chia sẻ để mình không bị ẩn comment của phía trên livestream của nhà em đúng không ạ? Cảm ơn chị Măn Cu rất là nhiều nhá. Chị Phượng Bé, chị Linh Linh này, mọi người nhanh chóng giúp em chia sẻ vào hội nhóm nhá. Áo phao của nhà em cũng sẽ xem lại cái live stream hôm qua chị Hiền Nguyễn đúng không ạ? Đây màu trắng với xanh đây. Chị Mỹ nữa em thấy comment của chị rồi đây, nhà em sẽ có tất cả là 4 màu, 7 màu đấy. 7 màu các chị nhá. Màu khói, màu trắng, màu da, màu hồng nu ấy, với cả màu da đấy các chị ạ. Hôm nay của bên em sẽ xả với giá 40.000 hai chiếc này. Chương trình hôm nay của shop em sẽ là xả chiếc áo này với giá là 40.000 hai chiếc. Em xin nhắc lại các chị nhá. Đúng không ạ? Cho tới 65 kg và bên em sẽ có tất cả là 7 màu, size từ 40 cân tới 65 kg các chị nhé, 40 tới 65 kg ạ. Chị Lương Tuân này, chị Ngọc Thương Nguyễn thấy comment của chị rồi ạ. Những chị vào sau ơi, những chị vào sau, em xin nhắc lại là áo này của nhà hôm nay sẽ xả với giá là 40.000 hai chiếc các chị nhé. Và bên em chỉ áp dụng cho những chị chia sẻ 3 lượt trang cá nhân ạ và 20 lượt tất cả các trang hỗ trợ nhóm đúng không ạ? Các chị nhé, em cảm ơn chị Sally Nguyễn rất là nhiều ạ. Chị Sally Nguyễn nhá, chị Nga Ngố thấy comment của chị rồi này, chị Di ơi chia sẻ giúp em nhé. Để em xả chéo này với giá là 40.000 hai chiếc bây giờ nhanh chóng được không ạ? Mọi người thể giúp em nhanh chóng để em xả nhanh chóng được không ạ? 53 kg chị ạ, co bé mặc cho em size M thì đẹp chị ạ, mặc cho em size M thôi chị ạ. Chị Lê thì Diễm Quỳnh ơi, thấy comment của chị rồi, chị Lê Diễm Quỳnh nhá. Chị Thảo Bé thấy comment của chị rồi nhá. Đỏ đô chị đỏ đô đi ạ, đỏ đô đi em nhá. Có tất cả là 7 màu, đó là màu xanh, màu đỏ đô, màu đen, màu trắng, màu khói, màu da và màu nút ạ. Mọi người chia sẻ giúp em, mọi người nhận vào chị lệ. Chị Ân Di ơi, chị comment giúp em cả số điện thoại luôn chị nhá. Chia sẻ giúp em vào hội nhóm với ạ. Để em xả chiếc áo này với giá là 40.000 hai chiếc bây giờ đúng không ạ? Chị LD 55 kg thì mặc cho em size L nhá. 55 kg mặc cho em size L đúng không ạ? Chị Hắc Ngọc thấy comment của chị rồi này. 40.000 hai chiếc. Và bên em chỉ áp dụng những chị chia sẻ thôi đúng không ạ? Chơi Tết quả thực là rất là đẹp luôn và rất xuất sắc mọi người nhá. Mà đi chơi Tết thì quả thực là quá đẹp luôn đấy ạ. Quá đẹp luôn đấy ạ. Chị Mai Xuân ơi, vâng đợi em một chút xíu nữa. Chị Hương Giang thấy comment của chị rồi nhá. Chị Thúy Trang chia sẻ giúp em đúng không ạ? Chị Nguyễn Quyên thấy comment của chị
chị Măn Cu Đế một chút xíu nữa được không ạ? Mọi người chia sẻ giúp em được không ạ? Nhanh chóng giúp em được không ạ? Chị Bích Nguyên ơi, thấy comment của chị Bích Nguyên rồi đấy ạ. Chị Soái Ca cũng thế nhá. Và hôm nay thì bên em sẽ xả chiếc áo này với giá là 40.000 hai chiếc, và bên em chỉ áp dụng cho những chị chia sẻ 3 lần trang cá nhân. Đây chị em rơi rồi ạ. 3 lần trang cá nhân ạ. Và 20 lần tất cả các trang hỗ trợ nhóm cho nhà em thôi được không ạ? Chị Đặng Ngọc Kính ơi, em thấy comment của chị rồi nhá. Chị Eli Nga ơi, mặc cho em size M đúng không ạ? Chị Ngân Lâm Diêm ơi, áo này hôm nay của bên em sẽ xả với giá là 40.000 hai chiếc. Áo này thì không thể thiếu trong những ngày Tết sắp tới các chị nhá, sắp đến Tết rồi. Chị nào mà trong tủ quần áo của mình chưa có một cái áo lông này với trị giá 40.000 của shop Giáng My thì mọi người nhanh chóng sắm cho mình hai chiếc áo này trị giá 40k của shop Giáng My trong của bên em đúng không ạ? Chị Thanh Hoài Mai xin chào nhá. Mọi người nhanh chóng giúp em chia sẻ đúng không ạ? Giúp em chia sẻ. Đây chất lông của nhà em, nó chính là lông của nhà em đấy ạ. Chị Cherry Nguyễn ơi, chị chia sẻ giúp em nhá. Chia sẻ giúp em và hội nhóm để em xả chiếc áo này với giá là 40.000 hai chiếc đúng không ạ? Màu hồng nút này, hồng nút này, màu da này, hồng nút da này, hồng khói ạ. Và đây là màu trắng á chị ạ, màu trắng được không ạ? 40.000 hai chiếc áo lông của nhà em nhá. Có chị Luân Lan em có nhá. Chị Trần Hà My ơi, áo này hôm nay của nhà em sẽ là xả với giá là 40.000 hai chiếc, chị Trần Hà My nhá. Chị Nguyễn Nguyên cũng thế, áo này của nhà em hôm nay xả với giá 40.000 hai chiếc ạ. Chị Tô Hồng Thái xin chào, cảm ơn chị nhá. Chị Kim Bi thấy comment của chị rồi, chị Nguyên Mùi này, chị Thảo Ngọc này, chị Nguyễn Ngọc Thiên An này, chị Chu Tuấn Hùng này, chị Hà Kẹo này, chị Hồng Thắng này, thì tất cả mọi người nhá. Các chị chia sẻ giúp em vào hội nhóm ạ. Các chị chia sẻ giúp em để em xả chiếc áo này với giá là 40.000 hai chiếc đúng không ạ? Em cảm ơn chị Đặng Bích nhá. Chị Kha đỗ đây một chút xíu nữa đúng không ạ? Chị Ly Lê Nhàn đợi em chút xíu chị nhá. Màu da đây chị Kim Giang ơi, màu da đây ạ. Còn những chị báo sau nữa em xin nhắc lại là hôm nay của nhà em sẽ xả, hôm nay chương trình của bên em sẽ xả chiếc áo này với giá là 40.000 hai chiếc nhá. 40.000 hai chiếc áo này thôi, 40.000 hai chiếc áo này thôi. Các chị thích màu nào thì các chị comment cho em màu đó. Em ví dụ như là chị chip chip đúng không, muốn lấy hai chiếc thì chị comment cho em là 40k này, màu xanh, màu hồng nút, sau đó là kèm theo cái số điện thoại của mình chân thủ một dòng comment giúp em để chốt đơn các chị với giá 40.000 hai chiếc đúng không ạ? Chị Ngọc Diễm thấy comment của chị rồi nhá, 40.000 hai chiếc. Và bên em chỉ áp dụng cho những chị chia sẻ 3 lần trang cá nhân, 20 lần tất cả các trang hỗ trợ nhóm trước cái thời gian bên em quay số mọi người nhá. Trước cái thời gian bên em quay số lát nữa bây giờ đúng không ạ? Bao nhiêu một cái? 40.000 hai chiếc chị Phương Trang nhá. Chị Băng Hà ơi, áo này hôm nay của nhà em sẽ xả với giá 40.000 hai chiếc. Ok chị Bùi Lụa, không sao ạ, em không sao chị nhá. Anh cảm ơn chị Hương Trinh ạ. Anh cảm ơn chị Mai Thắm ạ. Chị Kim Ruby Kim ơi, thấy comment của chị rồi nhá. Chị Mỹ Nữ ơi, xin chào này. Nhà em là chị 40.000 hai chiếc, chị Giang Điệp nhá, 40.000 hai chiếc. Mọi người chia sẻ giúp em vào hội nhóm nhá, nhanh chóng giúp em được không ạ? Ok chị Bom Bom nhá. Rồi các chị ơi, nhanh chóng giúp em nào. Bây giờ thì em sẽ dùng đến một cái chiếc đồng hồ để bấm giờ mọi người nhá. Bây giờ thì em sẽ phải dùng đến một cái chiếc đồng hồ bấm giờ này mọi người nhá. Và em sẽ chốt cái giá 40.000 hai chiếc. Và bên em sẽ chốt cái giá 40.000 hai chiếc trong khoảng 2 phút nữa mọi người nhá. Trong khoảng 2 phút nữa thôi mọi người nhá. 40.000 hai chiếc. Xả áo này với giá là 40.000 hai chiếc đúng không ạ? Và bên em sẽ chốt cái giá này tới thời gian khoảng 2 phút nữa thôi là em sẽ chốt cái giá 40.000 hai chiếc đúng không ạ? Ok chị Ly lên nhà em chút xíu đúng không ạ? Đây chị ơi, đang chốt đây chị ơi, đang chốt rồi. Và bên em chỉ áp dụng cho những chị mà chia sẻ 3 lần trang cá nhân, 20 lần tất cả các trang hỗ trợ nhóm trước cái thời gian lát nữa bên em quay số. Quay số đi em ơi, ok chị Mỹ đưa em chút xíu nhá. Chị Hoàng Linh thấy comment của chị rồi này. Các chị ơi nhanh chóng giúp em này, giá 40.000 hai chiếc bên em sẽ chỉ bán trong khoảng thời gian 2 phút nữa thôi. Gần 2 phút nữa thôi là em sẽ kết thúc cái giá bán này mọi người nhá. Nên chị nào muốn mua chiếc áo này của bên em thì mọi người nhanh chóng comment cho em nhá. Comment giúp em và nhớ là bên em chỉ áp dụng cái thời gian bên em quay số, thời gian bên em trước khi bọn em quay số thôi mọi người nhá. Bên em chỉ áp dụng cho những chị chia sẻ 3 lần trang cá nhân này, 20 lần tất cả các trang hỗ trợ nhóm trước cái thời gian bên em quay số được không ạ? 60kg chị Messenger hệ thống mặc cho em size XL chị nhá. Ok chị Nguyễn Hạnh, ok chị ạ. Ok chị Ly Lu, chị comment giúp em nào, comment giúp em đúng không ạ? Nhanh chóng giúp em ạ, em chỉ còn hơn 1 phút nữa thôi là em sẽ chốt cái giá là 40.000 hai chiếc mọi người nha, nhanh chóng giúp em đúng không ạ? Bên em chỉ áp dụng cho những chị chia sẻ 3 lần trang cá nhân này, 20 lần tất cả trang hỗ trợ nhóm trước cái thời gian nước nữa bên em sẽ quay số bây giờ mọi người nhá. Phải các chị phải chia sẻ trước cái thời gian bên em quay số thì mới được mọi người nhá. Chia sẻ trước thời gian đó đúng không ạ? Em cảm ơn chị Trần Bích Thùy nhá. Ok chị Đức Lê nhá. Nhanh chóng giúp em đúng không ạ? 40.000 hai chiếc áo này thôi, chỉ có giá 40.000 hai chiếc. Và hiện tại là bên em chỉ còn 30 giây, bên em sẽ chỉ bán cái áo này với giá
trong khoảng 30 giây nữa thôi mọi người nhá. 30 giây nữa thôi là bên em sẽ không bán cái giá 40 nghìn đâu ạ. Và bên em chỉ áp dụng cho những chị chia sẻ trước cái thời gian mà bên em chuẩn bị quay số bây giờ mọi người nhá. Phải trước cái thời gian bên em quay số được không ạ? Muốn mua thì bao nhiêu một áo, muốn mua để em chưa xịn nữa được không ạ? Cảm ơn chị Nguyễn Diệu nhá, chị Phi Lụa này, chị Minh Võ này, chị Đào Hoàng này, chị Huệ Nguyễn này. Size của áo này bên em sẽ áp từ 40 cân cho tới á. Đây ạ, size của em sẽ áp từ 40 cân cho tới 65kg mọi người nhá. Bây giờ bên em sẽ chốt cái giá 42 chiếc cho mọi người đúng không ạ? Và bây giờ thì bên em sẽ phải dùng đến một cái tiếp theo là số điện thoại nào thì chị đó sẽ nhanh chóng gọi điện về cái số điện thoại này của bên em để bên em trao thưởng là 2 chiếc áo này trị giá là 42 chiếc dành cho những chị may mắn nhất đúng không ạ? Và không biết hôm nay chị nào sẽ là người may mắn săn được cái combo áo này của nhà em với giá là 42 chiếc. Thì sau đây thì bên em sẽ quay số như mọi khi cho em quay số mọi người nhá. Sau đây thì cho em sẽ quay số như mọi lần cho em quay số mọi người nhá. Quay số như mọi khi để cho công bằng mọi người nhá. Chị vợ của Tuấn ơi, thấy comment của chị vợ của Tuấn rất là em thấy comment của chị rồi nhá. Và với cái giá 40.000 hai chiếc là bên em chỉ áp dụng cho những chị là chia sẻ trước khung giờ chia sẻ trước cái thời gian bên em quay số thôi mọi người lưu ý giúp em đúng không ạ? Bên em chỉ bán giá 40.000 hai chiếc. Áp dụng cho những chị chia sẻ trước cái thời gian bên em quay số thôi mọi người nhé, chỉ áp chị đúng không, đúng không ạ? À, các chị chuẩn bị điện thoại cho nhà em nhá, và đúng số thì nhà em sẽ nghe máy nhá. Em quay vào cái đuôi số điện thoại nào thì chị đó nhanh chóng gọi điện về cái số điện thoại của bên em đúng không ạ? Để bên em trao thưởng là này trị giá là 42 chiếc bây giờ nhanh chóng đúng không ạ? Và phải đúng số thì bên em mới nghe máy nhé, em không có chuẩn bị. Rồi, con số may mắn đầu tiên là em xin chúc mừng chị có đuôi số điện thoại số 28 mọi người nhé. Đây là số 28 ạ. Số 28 đâu rồi ạ? Em xin chúc mừng chị may mắn đầu tiên đã mua được cái sản phẩm này của nhà em hôm nay với giá là 40.000 hai chiếc. Đó là em quay vào số 28 các chị nhé. Quay vào số 28 rồi ạ. Chị nào ở đây hôm nay có đuôi số điện thoại là số 28 không ạ? Nhanh chóng gọi điện về cái số điện thoại này của bên em để bên em trao thưởng là 2 chiếc áo này trị giá là 40.000 hai chiếc bây giờ nhanh chóng giúp em đúng không ạ? Nhanh chóng cho nhà em để còn quay cái số khác bây giờ mọi người nhá. Nhanh chóng giúp em để quay số khác bây giờ mọi người đang đợi đúng không ạ? Đâu rồi ạ? Số 28 đâu rồi ạ? Đuôi số điện thoại 28 đâu rồi ạ? Ở đây có chị nào có đuôi số điện thoại là số 28 không ạ? Thì nhanh chóng điện thoại vào số điện thoại của bên em và chị phải nhớ là chia sẻ trước cái thời gian bên em quay số thì mới được mọi người nhá. Chia sẻ 3 lượt trang cá nhân này, 20 lượt tất cả các trang hỗ trợ nhóm trước cái thời gian bên em quay số thì mới được gọi là hợp lệ mọi người nhá. Thì mới được gọi là hợp lệ đúng không ạ? Số 28 không có ở đây, em sẽ quay số tiếp theo để đang đợi mọi người nhá. Tiếp theo mọi người nhá. Số 28 có người có chị nào có 28 đây không ạ? Em quay con số mà tiếp theo nhá, không biết là vào sale đuôi số điện thoại đây ạ. Vâng ạ, em xin chúc mừng chị có đuôi số điện thoại là số 72 mọi người nhá. Số 28 và số 72 ạ. Số 28 và số 72 đi ạ. Nhanh chóng cho nhà em nào. Đây số 28 gọi về đây mọi người ơi, số 28 này. Số 28 nhá. 28. Alo. Alo ạ. Đúng rồi, chị ơi, em xin chúc mừng chị là người may mắn đầu tiên đã săn được cái combo áo nhà em với giá là 40.000 hai chiếc chị nhá. Chị nhớ là chia sẻ cho em trước cái khung giờ bên em quay số thì mới được chị nhá. Trước cái khung giờ quay số 3 lần trang cá nhân này, 20 lượt tất cả các trang hỗ trợ nhóm trước thời gian bên em quay số chị nhá. Ok, cảm ơn chị rồi ạ. Em sẽ liên hệ với chị trong chiều nay nhá, trong ngày mai chị nhá. Rồi mọi người ơi, số 28 nha, bên em có người điện rồi này. Em còn con số 72 này. Em còn con số 72 nhá. 72 đâu rồi ạ? 72. Mọi người ơi, 72 có người điện mời 72 này. 72 nhá. 72 rồi ạ, 72 nhá. Dạ alo ạ. Đúng rồi chị ơi, chị nhớ chụp lại cho em, chị chụp lại cho em này 3 lần trang cá nhân và 20 lần tất cả các trang hội nhóm trước cái thời gian bên em quay số chị nhá. Thì mới được chị nhá. Được không ạ? Đúng rồi chính xác. Inbox cho nhà em luôn chị nhá. Bên em sẽ liên hệ với chị trong ngày mai nhá. Ngày mai sẽ liên hệ cái mã này chị nhá. Và ok, cảm ơn chị rồi. Các chị ơi, số 72 và số 28 có người điện rồi mọi người nhá. 7228. Quay số nữa nhá. Các chị ơi, em sẽ tiếp tục quay thêm một số nữa mọi người nhá. Em sẽ tiếp tục quay thêm một số nữa, 72 có người điện rồi này. Không biết là sẽ vào đuôi số điện thoại đây ạ. Mọi người thấy hồi hộp không ạ? Em sẽ quay tiếp theo một con số may mắn tiếp theo đúng không ạ? Các chị nhớ là vào đuôi số điện thoại nào thì nhanh chóng điện thoại anh em số đó mọi người nhé.
mặt thứ ba của nhà em đây sẽ rơi vào số điện thoại là số 22 mọi người nhá. Đuôi số điện thoại 22 ạ. Đuôi 22 mọi người nhá. Các chị ơi đuôi số 22 nào, có chị nào ở đây có đuôi số điện thoại 22 không ạ? Nhanh chóng giúp em được không ạ? Để em quay ra bán hàng luôn mọi người nhá. Em xin chúc mừng cái này. Chị Su Kẹo có đuôi số 22 nào, nhanh chóng điện thoại nhà em luôn, người khác hỏi mất được không ạ? Nhanh chóng giúp em số 22 được không ạ? 22 nữa rồi ạ. Sau khi bên em kết thúc cái chương trình bán hàng 40.000 trước ạ, thì bên em sẽ quay trở lại về cái giá gốc của cái mã này hôm bán hôm trước mọi người nhá. Sẽ quay trở lại về cái giá gốc ngay bây giờ mọi người. Đợi em, đắng đợi em một chút xíu nữa thôi được không ạ? Số 22 ạ, số 22 ạ. Số 22 đâu rồi ạ? Nhanh chóng giúp em số 22 được không ạ? Đây số 22, còn nốt số 22 là em sẽ quay ra bán hàng luôn này mọi người này. Em còn nốt số 22 nhá. Em trực thì số 22 em ơi. Mọi người ơi, số 22 gọi điện đến thì em vẫn nghe máy mọi người nhá. Đây số 22 này, 0912 991 648 mọi người nhá. Số 22 gọi điện đến, số em vẫn nghe máy, có người trực ở ngoài rồi mọi người nhá. Bây giờ thì em sẽ kết thúc cái chương trình bán hàng 40.000 trước, và bây giờ sẽ quay trở lại về cái giá gốc như mọi khi đúng không ạ? Số 22 bên em còn số 22 là chưa ai gọi đâu chị Susi nhá. Rồi bây giờ thì em sẽ xin phép quay trở lại. Đây số 22 mọi người, số 22 này. 22 nhá, 22 đây. Dạ alo. Alo ạ. Chị ơi, bên em sẽ liên hệ chị chiều nay nhá, chị nhớ là chia sẻ cho em trước cái thời gian quay số chị nhá. Nhớ chia sẻ trước thời gian quay số cho em ạ. Cảm ơn chị rồi ạ. Mọi người ơi, số 22 thì bên em cũng có người điện rồi mọi người nhá. Em ơi em. Các chị ơi, bây giờ thì em sẽ quay trở lại về cái giá gốc luôn chị nhá. Có bên em giao hàng trên toàn quốc chị Vũ Diễm nhá. Cái mã sản phẩm của em này, sau khi bên em công bố mã này, công bố giá thì mọi người bắt đầu comment cho nhà em nhá. Và bây giờ thì em sẽ quay trở lại về cái giá gốc ngay bây giờ luôn đúng không ạ? Những chị nào mà hôm nay mình quay số vào số đó thì những chị đó sẽ là người trúng mini game của nhà em, và mỗi chị sẽ nhận là combo 2 áo, tổng là 6 áo. Hôm nay cho em sẽ bỏ ra 6 áo mọi người nhá. 6 áo tặng cho 3 chị may mắn nhất hôm nay đúng không ạ? Đó, dành cho những chị hôm nay may mắn trúng mini game của nhà em thì mỗi chị sẽ nhận là combo 2 áo này trị giá là 40.000 chiếc mọi người nhá. Bây giờ quay trở lại giá gốc này. Ok, chị Ngân Lâm Diễm, giá gốc của sản phẩm hôm nay nhá. Mã này bên em sẽ là mã K1, các chị nghe giá và nghe mã để đặt hàng cho nhà em luôn. Đã sắp đến Tết rồi mọi người nhá. K1 của em đang bán trên cửa hàng 250.000. Trong livestream này sẽ giảm từ 250 giảm xuống còn 220 nhá. 220.000 cho một mã áo K1 lông như thế này mọi người nhá. K1 của nhà em sẽ có tất cả là 7 màu. Size của nhà em sẽ là từ 40 cân cho và 40 cân tới 65 kg. Và bây giờ thì em sẽ bắt đầu mở bán sản phẩm này với mã sản phẩm là K1. Giá của sản phẩm này bên em sẽ là 220.000 một áo để mặc đi chơi Tết mọi người nhá. 220.000. Ok chị Đặng Bích nhá. 220 mã là K1, áo ngọc trai mã A28190 một set vẫn còn hàng chị Liên Nguyễn nhá. Áo ren set áo ren A28 vẫn còn hàng nhá. Chị đặt hàng thì comment cho nhà em A28 chị nhá. Đây, K1 của em 220.000 một áo thì bên em sẽ có tất cả là màu hồng nút này, màu da này, màu khói và màu đen đúng không ạ? Hồng nút, da, khói đen. Em hồng nút này, da, khói đen nhá. Ok chị Nguyễn Ngọc Thảo Vi, ok chị này. Bên em sẽ kết thúc cái chương trình bán hàng với giá là 40.000 hai chiếc. Và hôm nay những chị mà mình may mắn trúng mini game của nhà em thì mỗi chị sẽ nhận là combo 2 áo liền mọi người nhá. Combo 2 áo trị giá là 40.000 hai chiếc dành cho những chị hôm nay mình may mắn nhất săn được cái combo áo của nhà em với giá là 40.000 hai chiếc trên cái livestream của nhà em đúng không ạ? Và khi mà em chốt cái mã thì sẽ chốt luôn mini game của mã này luôn mọi người nhá. Bây giờ em sẽ bắt đầu mở bán sản phẩm này với mã sản phẩm là K1. Giá bán bên em sẽ là 220.000 một áo nhá. Hãy để lại cho em mã K1 và kèm theo cái số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment giúp em đúng không ạ? Cảm ơn chị Sang mấy anh nhá. Chị Nga Thị K1 220.000 một áo, và bên em sẽ có tất cả là 7 màu ạ. 7 màu ạ. Màu hồng nút này, K1 hồng nút, K1 màu vàng da này, K1 màu khói và K1 màu xanh ạ. Bên em sẽ có tất cả là 7 màu. Size của bên em sẽ là từ 40 cân cho tới 65 kg nhá. K1 của em có giá 220.000 một áo nhá. Cảm ơn chị Tùng Nga K1 tiếp theo nhá. Cảm ơn chị Sang bé K1, cảm ơn chị Ngô Thị Mỹ Vân K1 nhá. Cảm ơn chị ạ. Mời comment giúp em theo đúng cú pháp mã K1 và kèm theo cái số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment giúp em đúng không ạ? Ok, chị Ngọc Huệ inbox nhà em luôn. Chị mua mã nào bên em chị Ngọc Huệ nhỉ? Để đơn hàng cũng nhiều quá chị. Chị bé sinh ngân hàng của chị em nhận đơn hàng rồi nhá. Cảm ơn chị Suri Ngân mã K1 220.000 tiếp theo ạ. Áo này thì không thể thiếu trong những ngày Tết sắp tới, tại vì sắp đến Tết rồi, các chị nhanh chóng sắm cho mình một cái chiếc áo lông như này để mặc khi chơi Tết đi. Thực sự quả thực của nó rất là đẹp luôn mọi người nhá. Rất là đẹp và rất là sang chảnh luôn mọi người này, nhìn này. Bên em sẽ có tất cả là 7 tông màu, đó là màu đỏ đô này, màu đỏ đô nhá, màu xanh, màu đen này, màu hồng nút này, màu vàng da này,
mình trên cùng một dòng comment giúp em đấy ạ. Form áo thì em sẽ như này mọi người nhé, đây em đang xô pin lại đấy ạ, xô pin lại sẽ như này mọi người nhé. Đây form áo thì em đây, màu hồng nút, đây là màu hồng nút. Chị nào là mua cái màu hồng nút nhà em rồi, nhận được hàng rồi thì có thấy đẹp không ạ? Cảm ơn chị Kim Ân Vương K1 màu xanh nhá, cảm ơn chị Liên Phạm này, cảm ơn chị Võ Bảo Ngọc K1 này. Ok chị Huyền Dương inbox nhà em luôn, chị mua mã nào inbox nhà em luôn mã đó chị nhá. 220.000 một áo thôi, mọi người comment giúp em nhá. Chị Thương Trương ơi, áo của nhà em thì dạng áo form áo đây chị nhá. Size bên em sẽ là có size từ 40 cân ạ cho tới 65 kg, và bên em sẽ có tất cả là 7 màu ạ. Cảm ơn chị Nguyễn Hòa nhá, K1 màu khói hồng nút là 220, cảm ơn chị này. 53 kg mặc cho em size XL chị nhá, cảm ơn đơn hàng của chị nhá. Giá của em sẽ là 220 mã K1 nhá chị Huyền Nguyễn nhá. Cảm ơn chị Sang bé xinh ơi, chị comment một lần thôi, comment thì lần sẽ trúng đơn này chị nhá. K1 của em có tất cả là 7 màu này. K1 màu hồng nút 220.000 này. K1 màu da 220 này. K1 màu khói 220 và K1 màu trắng 220. Và bên em có về thêm cả một K1 một cái màu mới nữa, đó là màu xanh nhá, màu xanh đậm giống cái mã H18 lên giữa của nhà em đúng không ạ? Và màu đỏ đô, màu đen này. Chị nào mà người mập thì có chịu thể mặc sang các tông màu tối của nhà em, màu đen của nhà em nhá. Và chị nào mà người hơi gầy một tí là chịu thể mặc sang các tông màu như là màu hồng nút này, màu vàng da này. Chị Hà My ơi, thấy comment của chị rồi nhá. Cảm ơn chị Thương Trương K1 xanh đỏ đô, cảm ơn chị nhá. Cảm ơn chị Hồng Phúc lấy màu xanh 47 kg thì chị mặc cho em size S ạ. Chị Hà My ơi, thấy comment của chị rồi nhá. Các chị mua hàng để lại cho em theo cú pháp mã K1 và kèm theo cái số thật của mình trên cùng một dòng comment giúp em đúng không ạ? K1 bên em thì sẽ có size từ 40 cân này cho tới 65 kg. Là chị nào muốn mua mã này của bên em thì comment giúp em theo cú pháp nhé, mã K1 ạ, và kèm theo cái số thật của mình trên cùng một dòng comment giúp em ạ. Chị Đoàn Ngọc Như ơi, ship Sài Gòn của em sẽ là 30.000 thôi nhé. Ship Sài Gòn của em sẽ là 30.000 thôi chị ạ. Chị Ngọc Lũ Kim Phục nhé, chị Đoàn Ngọc Thư ship Sài Gòn 30.000 này. Chị Ngọc Kim Phục ơi, áo này bên em sẽ có giá là 320.000 chị nhé. Màu hồng nút của em đây chị này, đây là màu hồng nút đấy chị ạ, hồng nút chứ không phải là màu da đâu ạ, hồng nút này. Còn màu da của nhà em thì sẽ màu da này, đây là màu da chị nhé. Ship Nghệ An của em thì toàn quốc sẽ là 30.000, còn chị nào ở ngoài Hà Nội sẽ là chỉ có 25.000 thôi chị nhé. Sau em ở ngoài Hà Nội chị Đoàn Ngọc Thư nhé, ship nào ở Hà Nội là 25, còn đi các tỉnh sẽ là 30.000 ạ. Chị Hà Nguyễn ơi, nếu mà chị ở Hà Nội thì ship tiền ship của chị chỉ có 25.000 thôi chị nhé. Mai Thanh ơi, em thấy comment của chị mà không bị ẩn đâu chị ạ, thấy comment của chị rồi ạ. Chị Hà Thị Nguyễn này, lấy màu đen màu trắng chị comment giúp em mã là K1 và kèm theo cái số điện thoại của mình nhá, trên cùng một dòng comment giúp em được không ạ? Cảm ơn chị Ngọc Châu Nguyễn lấy K1 màu hồng hồng nút ạ, hồng nút đúng không ạ? Cảm ơn chị Ngọc Linh nhá. À chị Ngọc Linh ơi, chị comment giúp em mã K1 và số điện thoại của mình như mọi người đang comment giúp em đúng không ạ? K1 bên em thì sẽ có tất cả là 7 màu, đó là màu hồng nút này, màu xanh này, hồng nút xanh này, đỏ đô này, đen này. Đấy, bây giờ tức là 7 màu. K1 màu trắng nhá. Cảm ơn chị Nguyễn Hiền K1 ạ. Chị An Nhiên ơi, xem ở ngoài Hà Nội ạ. Và bên em bao giao hàng trên toàn quốc nhá. Livestream này của em mặc màu hồng nút mọi người hôm đấy nhá mọi người nhá. Size của em thì sẽ là từ size S cho tới size XL nhá, từ 40 cân cho tới 65 kg ạ. Chị Ngọc Châu Nguyễn ơi, vâng ạ, chị comment giúp em nhá. Như mọi người đang comment nhá. Mã K1 và số thật của mình thì cùng. Mã K1 của em sẽ có giá là 220 nhá chị Triệu Tiệm nhá. 220 K1. Có mã K1 và số điện thoại là bên em sẽ gọi điện cho đơn hàng các chị nhé đúng không ạ? K1 màu hồng nút này, K1 màu da này, K1 màu khói ạ, và K1 màu trắng ạ. 220.000 một áo thôi ạ. Chị Nguyễn Thùy Trang xin chào nhé, cho chị xem bên trong, vâng ạ, bên trong của em đi ạ. Đây chị ơi, bên trong của em chất vải của Nguyễn như này mọi người nhé. Đây ạ, bên trong của áo này mọi người nhé. Chất liệu áo bên trong sẽ như này này, rất thoải mái luôn. Sẽ có size từ 40 cân cho tới 65 kg ạ. Chị nào muốn mua mã này thì comment giúp em mã K1 nhé, và kèm theo cái số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment giúp em ạ. 50 kg thì mặc cho em size M. Chị Hồ
Thị Huyền nhé. Cảm ơn chị Hồng, ca 1 nhé. Mặc size M cho xinh nhé, chị Hồ Thị Huyền nhé. Chị Xuân Đinh ơi, chị 60kg thì chị mặc cho em size XL chị nhé. Chị Nguyễn Thùy Trang ơi, áo này hôm nay của bên em sẽ có giá là 220.000 một áo thôi ạ. Chị Anh Minh ơi, 55kg mặc cho em size L nhé. Chị Xuân Ni Nguyễn ơi, áo này hôm nay K1 220 chị ạ. 220K1. Màu hồng nút này, màu da này. Áo này thì không thể thiếu trong những ngày Tết sắp tới mọi người nhá. Rất là đẹp luôn, mặc cái chơi Tết quả thực rất là đẹp và sắc luôn mọi người nhá. Màu trắng này, màu khói này, màu da này, màu hồng nút ạ. Cảm ơn chị Ngọc Châu Nguyễn ạ, cảm ơn chị Hà Ngọc K1 ạ. Mọi người muốn mua, muốn xem cái mã này mà không trước thì có thể xem lại cái livestream cũ của em ấy. Hôm đấy là em có mặc cái K1 màu hồng nút rồi mọi người nhá. 220.000 mã K1 thôi ạ. Chị Trần Như Quỳnh lấy màu hồng nude, comment giúp em như mọi người đang comment giúp em ạ. Cảm ơn chị Thanh Thúy nhá, lấy mã K1 màu xanh của em mặc trên người màu xanh đúng không ạ? Size sẽ là từ 40 cân cho tới 65kg ạ. Chị Trần Như Quỳnh ơi, chị comment giúp em lại mã K1 nhá vào số điện thoại của mình. Trên cùng một dòng comment giúp em như mọi người đang comment đúng không ạ? Cảm ơn chị Anh Minh, chị Hà Ngọc nhá, chị Trần chị Thanh Thúy ạ. Chị Trần Như Quỳnh ơi, chị comment lại giúp em mã K1 như mọi người phía trên đang comment giúp em đúng không ạ? Cảm ơn chị Trần Như Quỳnh K1 ạ, chị comment dùng cú pháp ạ. Bên em sẽ có tất cả là 7 màu, đó là màu đen này, màu đỏ đô này, màu xanh này, màu hồng nút, màu vàng da, màu khói và màu trắng các chị nhá. Đấy, các chị cứ mua mã này thì comment giúp em mã đó nhá. Comment giúp em là mã K1 và kèm theo cái số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment giúp em được không ạ? Các bạn bên em sẽ gọi điện các chị sau đúng không ạ? Hồng nút này, màu da này, màu khói ạ, màu trắng ạ, size sẽ là từ 40 cân cho tới 65kg ạ. Size sẽ là từ 40 đến 65kg ạ. Cảm ơn chị Anh Minh nhé. Chị Trang Võ lấy xanh, chị comment giúp em đi. Mọi người phía trên đang comment đi ạ. K1 đi ạ. K1 và kèm theo cái số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment giúp em đúng không ạ? Size bên em sẽ là size S, size M, size L và size XL từ 40 cân cho tới 65kg nhé chị ạ. Hoa Nguyên nhé, 40 cân cho tới 65kg ạ. Giá của em sẽ là 220 chị Hạnh Ngọc nhé, 220.000 một áo thôi. Nào bây giờ còn chị nào muốn chốt thì mã này thì chốt luôn cho em mã K1 đúng không ạ? Chị Trang Võ 57kg mặc cho em size L ấy, chị Trang Võ nhá. Chị Ngô Đậu ơi, áo này hôm nay của bên em có giá 220, 220.000 mã K1 chị Phan Nguyệt nhá. 220 mã K1 này, 220 chị Ngô Diệu này, 220 chị Ngọc Hạnh này. 220 mọi người nhá. Màu hồng nút này. Mặc trên người em hiện tại là màu xanh chị Nga Võ nhá. Các chị ơi, em sẽ chốt cái mã K1 này trong khoảng 2 phút nữa thôi mọi người nhá. 2 phút nữa thôi ạ. Chị nào muốn lấy cái mã này thì comment giúp em mã K1 và số điện thoại của mình nhá. Trên cùng một dòng comment giúp em để mà nghỉ like đúng không ạ? Để em nghỉ trưa nhá. Bây giờ là hơn 2:30 rồi mọi người nhá. Vâng ok, chị Nguyễn Hiền ơi, chị nhờ bà các bạn bên em chị Nguyễn Hiền nhá. Bây giờ cứ có mã K1 và số điện thoại thôi là các bạn bên em sẽ gọi điện cho nhanh đúng không ạ? Em chỉ là nhân viên live cho mọi người nhá. Em chỉ là nhân viên live thôi. Nếu các chị muốn lấy cái mã này thì comment giúp em theo đúng cú pháp nhá. K1 vào dưới điện thoại để mà nghỉ live. Mọi người em nghỉ mệt quá rồi. Chị Trang Thơm ơi, chị 52kg mặc cho em size M ạ. 52 mặc size M cho em nhá. Cảm ơn chị Chi Trương K1 đơn hàng của chị, em nhận đơn hàng chị rồi ạ. Cảm ơn chị Hoa Nguyễn K1 nhá. 220.000 mã K1 thôi ạ, 220 ạ. Chị Nga Võ ơi, S chị nhá. Chị Vân ơi, 220.000 chị Vân nhá. Cảm ơn chị Ngọc Linh, cảm ơn chị Vũ Trúc Quỳnh Vân. Nào bây giờ còn chị nào muốn chốt cái K1 nữa không thì chốt luôn cho nhà em mã K1 đẹp mọi người nhá. Bây giờ là 2:30 chiều rồi ạ. K1 bên em sẽ có tất cả là 7 màu, đó là màu hồng nút. Hồng nút này. 220.000 chị BB bé nhá, 220. Áo lông nhà em màu hồng nút, màu da này. Màu khói, hồng nút da khói đây, chất liệu vải nhà em đây. Mặc đi chơi Tết thôi quả thực rất đẹp luôn mọi người nhá. Áo phao thì chị có thể xem lại cái live stream hôm qua có like rồi thì tâm mau nhá. Cảm ơn chị Trang Võ nhá, K1 nhá. Comment lại giúp em K1 cho chị Trang Võ nhá. Chị bóng mây bít ơi, 220 mã K1 ạ. Vâng, em cảm ơn nào chị Xuân Đinh ạ, của chị là màu hồng nút. Nào còn chị nào muốn chốt cái mã K1 nữa không ạ? Để tắt like mọi người nghỉ trưa mọi người nhá. K1 bên em thì sẽ có tất cả là 7 màu, đó là màu đen, màu đỏ đô, màu xanh này, màu trắng, màu khói ạ, màu da và màu hồng nút này đây ạ. Hồng nút.
Vâng, cảm ơn chị Ngọc Linh, cảm ơn chị Bình Minh, Minh, Xuân Linh ạ. Mã K1 của em thì sẽ có size từ 40 cân tới 65 kg nhé chị nhá. 60 mặc XL ạ. Chị Thị Thanh Nguyễn ơi, chị 59 kg, mặc cho em size XL cho thoải mái chị nhá. Chị Trang Võ để K1 comment giúp em mã là K1 và kèm theo cái số thoại của mình trên cùng một dòng comment giúp em để em nghỉ like rồi mọi người nhá. Đây, chất liệu vải bên em không phải là len đâu, chất liệu vải bên em sẽ như này mọi người này. Đây, đây chất vải bên em nhá. Chất vải rất là dày luôn, đẹp luôn. Em thì chuyên bán hàng đẹp thôi, mọi người cứ yên tâm đúng không ạ? 220.000 mã K1 ạ. Chị Triệu Triệu ơi, chị comment giúp em mã K1 như mọi người phía trên đang comment giúp em để em nghỉ like. Em nghỉ like mọi người nhá, tại vì bây giờ 2 rưỡi chiều rồi ạ. Em còn chưa được ăn trưa luôn ấy mọi người ạ. Rất là mệt luôn nên còn chị nào muốn mua cái mã thì để lại cho em theo đúng cú pháp nhá. Mã K1 này. Đây ạ. Mặt trong của áo đây ạ. Mặt trong của áo thì em sẽ như này nhá. Mặt trong của áo sẽ như này này. Cứ có mã K1 vào số điện thoại thì các bạn bên em sẽ gọi điện các chị sau để chốt đơn các chị nhá. Cảm ơn chị Hoàng Thơm K1 này. Chị Dạ Thảo đấy K1 comment giúp em đi ạ. Để em nghỉ like bây giờ đấy ạ. Chị Triệu Triệu đấy K1, chị comment giúp em mã K1 như mọi người phía trên đang comment chị nhá. 220 mã K1 ạ. Phải có mã K1 vào số điện thoại trên cùng một dòng comment thì các bạn bên em mới lên đơn hàng được đấy ạ. Chị Ngọc Linh cảm ơn chị rồi nhá. Chị Thị Thái Hú ơi, cho chị cái màu hồng 54 kg size M. Chị comment giúp em mã K1 vào số điện thoại của mình như mọi người phía trên đang comment giúp em đúng không ạ. K1 220 ạ. Cảm ơn chị Hoa Hanna Trần K1 220 ạ. 220.000 mã K1 thôi mọi người, comment nhanh giúp em để em nghỉ trưa giúp em, em đang rất là mệt mọi người nhá. Giúp em được không ạ? K1 số điện thoại của mình nhá. À, đây chị ơi, không phải nhá chị nhá, đây ạ, chị Hà Phạm đây ạ. Chất liệu vải bên trong của nhà em sẽ là chất liệu kiểu vải xước mọi người nhá. Vải kiểu xước 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 đi ạ. 220.000 thôi. Hàng bên em toàn bộ là hàng cao cấp và bên em bán giá rất là rẻ luôn đấy ạ. Chỉ có giá 220 một áo thôi. Màu hồng nút đấy ạ. 220 nhá chị Nguyễn Miên nhá. Ngọc Linh đổi lại 3 cái nha chị, màu xanh nha chị. Vâng ạ. Chị nhớ báo các bạn bên em chị nhá. Cảm ơn chị Trang Nguyễn K1, chị Vân Anh ở Trần Thị K1 ạ. Chị Gia Thảo K1 ơi, chị lấy chị comment luôn giúp em để nghỉ like bây giờ chị nhá. 220 mã K1 kèm theo cho em cả cái số điện thoại luôn đúng không ạ? Chị Gia Thảo ơi, chị comment lại giúp em như mọi người phía trên đang comment như là chị Hồng Phúc đang comment đi ạ. Còn lại giúp em chị nhá. Chị Thảo Vi ơi, lấy K1 màu hồng 220k chị comment lại giúp em đi ạ. Cảm ơn chị Nguyễn Ngọc Thảo Vi 220 ạ. Chị nhá. Chất liệu vải bên em phía trong đây ạ. Bên trong của nhà em chất liệu sẽ là chất vải xốp mọi người nhé. Chất liệu vải rất là xốp, rất là đẹp luôn. Chị Nguyễn Martin ơi, 220 mã K1 này. Chị Ngọc Hoài ơi, 220.000 mã K1 chị nhá. Nào còn chị nào muốn chốt mã K1 nữa không thì chốt luôn cho nhà em mã K1. Và bên em sẽ có tất cả là 7 màu, đó là màu hồng nút. Màu hồng nút này, màu da nhá. Hồng nút da này. Hồng nút da. Hồng nút da 220. Size bên em đủ size từ 40 cân tới 65 kg. Chị ơi, chị comment giúp em là K1 số thoại của mình đi ạ. Chị comment thấy thì em không lên đơn hàng chị đâu chị nhá. Ok, chị Hoàng Thơm đổi chị sang màu xanh nhé K1. Chị nhớ báo các bạn bên em chị nhá. 220.000 mã K1 thôi ạ. Còn chị là muốn chốt nó không thì chốt luôn nhé em. Điểm nghỉ trưa đúng không ạ? 220 này. Bên em sẽ có tất cả là 7 màu ạ. Em cảm ơn chị Trinh Nguyễn nhá, K1 ạ. 220.000 mã K1, bên sẽ có tất cả là 7 màu. Màu xanh này, màu xanh, màu đỏ đô, màu đen ạ. Màu hồng nút này, màu da này, màu khói ạ. Và đây là màu trắng ạ. Các chị chốt nhanh cho em để em nghỉ like, nghỉ trưa mọi người nhá. Giờ này là 2 rưỡi chiều rồi mà em chưa được nghỉ trưa đâu mọi người ạ. Chị Câm Tiên ơi, áo của em có giá là 220 chị Câm Tiên nhá. Chị Ngọc Vi đơn hàng, chị em nhận đơn hàng rồi nhá. Cảm ơn chị Diệu Nương K1, cảm ơn chị Trinh Nguyễn K1 màu da. Màu da đây, Trinh Nguyễn nhà đây là màu da này. Màu da, màu hồng nút này. Cảm ơn chị Thùy Linh Nguyễn K1 này, màu da này. Cảm ơn chị Thùy Trang K1, 60kg màu hồng nút. Cảm ơn chị XL cho em nhá. Nào còn chị nào muốn chốt nó, cái mã K1 nó không để em nghỉ trưa cho bây giờ cũng khá muộn rồi ạ. Chị Thảo Vi đơn hàng của chị nhận đơn hàng chị rồi nhá. Comment nhờ sẽ bị trúng đơn hàng đấy ạ. Đây bên em có tất cả là 7 màu đây. Màu hồng nút, màu khói đây. Đây là màu khói chị nhá, màu khói rất là sexy cũng rất là trẻ trung luôn và không thể thiếu trong những ngày Tết sắp tới được ạ. Không thể thiếu được trong những ngày Tết sắp tới các chị nhá. Màu xanh này, màu hồng nút này, K1 220. Cứ có mã K1 và số điện thoại là các bạn bên em sẽ gọi điện các chị sau nhá. Tại vì em chỉ là nhân viên live thôi, mọi người muốn mua cả mã này thì comment giúp em theo đúng cú pháp là mã K1 và kèm theo cái số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment giúp em thì các bạn bên em sẽ gọi điện cho đơn hàng các chị sau đúng không ạ? Vâng ạ, chị Huệ Vũ ơi, của chị là 220 nhá. Chị con lấy chị comment giúp em mã K1 220.000. Cứ có K1 số điện thoại là các bạn bên em sẽ gọi điện sau đúng không ạ? Chị Trinh Nguyễn đơn hàng chị có rồi nhá. Chị Ngọc Linh ơi, cho em
K1 này đây. K1 vào số điện thoại là các bạn bên em sẽ gọi điện các chị sau nhá. Em chỉ là nhân viên live thôi. Chị nào muốn mua kèm lại thì để lại cho em mã K1 và kèm theo cái số điện thoại của mình trên cùng một dòng comment giúp em. Và bên em sẽ có tất cả là 7 màu, đó là màu hồng nút, màu khói, màu vàng da, màu đen. Màu đen, màu trắng nhá. 220, 220 nghìn ạ. Cảm ơn chị Tú Anh Trần 220 của chị nhá, của chị đấy màu khói đúng không ạ? Chị Thành Nguyên ơi, 220 nghìn mã K1. Chỉ còn gần 20 ngày thôi là bọn em bán hàng tầm đấy thôi, là muốn cho em nghỉ rồi mọi người nhá. Nên chị nào muốn mua cái mã nào của shop em thì các chị có thể inbox cho nhà em đúng không ạ? Cảm ơn chị Thúy Lê K1 rồi ạ, Thảo Vi K1 rồi ạ, chị Tú Anh Trần K1 rồi ạ. Chị Trang Liêu ơi, giá bên em sẽ là 220 nghìn chị nhá. Chất liệu vải bên trong của áo này thì sẽ là chất liệu vải xước các chị này. Chất liệu vải bên em sẽ chất liệu vải xước mọi người nhá. Vải xước. Đây ạ. Bên trong mặt áo bên trong nhá. Hàng bên em toàn bộ là hàng cao cấp. Và những chị nào đã từng mua hàng của show em rồi, các chị sẽ biết như nào rồi mọi người nhá. Cảm ơn chị Trần Oanh lấy K1 rồi ạ. Chị Trang Liêu lấy K1, cảm ơn chị ạ. Cho chị xem màu vàng da vâng ạ. Chị Thị Út đây ạ. Màu vàng da, chị cho đây màu vàng da đi ạ. Màu vàng da, màu trắng, màu xanh, màu đỏ đô, màu đen ạ. Quần tất thì bên em hiện tại là chưa nhập về nhá chị Hà Thúy nhá. Chị Thị Út Nguyễn ơi, chị muốn lấy cái mã này thì chị comment luôn giúp em để em nghỉ like bây giờ nhá. Bây giờ cũng khá muộn rồi ạ, em like cũng khá lâu rồi ấy. Vừa sau em like thêm một cái like nữa rồi mọi người nhá. Bây giờ chị nào muốn chốt cái máy thì lại cho em đúng cú pháp mà mã K1 và kèm theo cái số điện thoại của mình trên cùng một dòng giúp em để em nghỉ like bây giờ được không ạ? Muốn chốt nữa cái máy này không? Nếu không à, để tắt lại em nghỉ like mọi người nhá. 220 nghỉ like bây giờ mọi người nhá. Chị Hành My ơi, 220.000 mã K1, chị muốn lấy cái máy này thì comment giúp em nhá, thì đúng cú pháp là mã K1 và kèm theo cái số điện thoại của mình nhá. Trên cùng một dòng comment giúp em nha, mọi người đang comment đúng không ạ? K1 220.000 một áo và bên em sẽ có tất cả là 7 màu. Đó là màu hồng nút này, màu xanh này, màu đỏ đô này, màu đen này, màu vàng da, màu trắng tinh các chị nhá. Màu trắng tinh luôn. Đấy. Có tất cả là 7 màu, K1 có tất cả là 7 màu luôn. Nào bây giờ còn chị nào muốn chốt cái mã này không để em nghỉ like mọi người nhá. Phải có K1 đấy chị ạ. Chị nào mà comment vừa xong mà không có mã K1 mà để lại có mỗi là cho chị áo đang mặc thì bên em sẽ không lên đơn hàng đâu ạ. Thì đơn hàng sẽ bị trôi đơn mọi người nhá. K1 bên em có chị nào muốn chốt không để em tắt like nghỉ like mọi người nhá. 220 ạ. Màu da này. Màu hồng nút này. Da hồng nút khói ạ. Da hồng nút khói nhá. Trắng. 220 mã K1. Chất liệu áo bên trong của bên em sẽ là chất liệu kiểu vải xước các chị nhá. Chất liệu vải xước. Bây giờ còn chị nào muốn chốt nốt cái mã K1 nó không để em nghỉ nào mọi người ơi. Đây ạ. Chất liệu vải xước nhá. Cảm ơn chị Thị Út Nguyên nhá. Các chị ơi, hay là bây giờ em nghỉ like mọi người nhá. Em cũng khá mệt rồi ấy. Hôm nay em làm 2 tiếng live rồi em cũng rất là mệt luôn. Thì mọi người muốn mua cái màn ảnh của em thì có thể là chụp lại màn hình nhá và gửi qua inbox Messenger của bên em đúng không ạ? Mọi người nhá. Em nghỉ like mọi người nhá. Đấy có tất cả 7 màu này. Vâng ạ, ok chị Nguyên Quỳnh ạ. Chị Hương Mai comment K1 số điện thoại mình đi để nghỉ like bây giờ đấy nhá chị Hương Mai nhá. Comment giúp em. Em hồng nút đúng không chị? Hồng nút của chị đây. Size bên em thì sẽ là từ 40 cân cho tới 65 kg ạ. Size sẽ là từ 40 cân cho tới 65 kg chị nhá. Em nghỉ like mọi người nhá. Trưa mai thì em sẽ quay trở lại với cái mã mới nhà em đúng không ạ? Trưa mai mới nhá. Trưa mai thì em sẽ like khoảng vào khoảng 0 giờ khoảng 11 giờ trưa mai em tiếp tục với một cái mã mới của bên em mọi người nhé. Mã mới về mọi người nhé. Chị Tuyến Trương ơi, áo này bên em có giá 220 mã K1 nhé. Chị Hương Mai bác của nhà em luôn, chị Hương Mai nhé. 72 gọi điện 772 bên em có người gọi điện rồi, chị Trần Oanh ạ, vừa xong người gọi điện rồi đấy. Chị có thể kết thúc live có thể xem lại cái livestream của em nhé chị nhé. 72 người gọi điện rồi chị ạ. Bây giờ nhá. Xin chào và hẹn gặp lại đúng không ạ? Ngày mai thì mọi người nhớ theo dõi cái livestream tiếp theo của nhà em với một cái mã mới, một cái mã vô cùng mới đón Tết đúng không ạ?